1 2 3 4 5 dưới bên đây 5. 5 5 giống như 5 con ốc vít. Rất là chắc chắn luôn. Đó, còn đây là hai bên ta ly nè. Ta ly trên, ta ly dưới, người ta đang ốp những cái miếng này nè, gần xong hết rồi mọi người. Ở dưới kia thì người ta đã kẻ xong hết rồi. Thì có thấy là bên bờ của phường Vĩnh Mỹ á, mọi người thấy nè, đó thấy hai lằn hai bên màu trắng không? Đó, từ đây lên trển là mình thấy còn có 2 4 6 8 tầm khoảng hơn 10 cây cột điện nữa là xong rồi cả nhà. Từ đầu bên đây qua tới đầu bên kia. Hiện tại là bà con không có qua lại cái cầu này từ đây tới bữa 23 mình phải đi lên trên phà Châu Giang nha. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, giờ này là bữa trưa ngày 17 tháng 4 năm 2024. Hiện tại là đang có mặt tại cầu Châu Đốc để cập nhật cái tình hình cho mọi người xem nha. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn hãy xem hết cái video này. Hôm nay thì sẽ có một cái thông tin vô cùng thú vị và Thiện Quá chắc chắn rằng là bà con ở khắp mọi nơi ai cũng thích thú luôn. Ha, mọi người nhớ xem hết cái video nha. Ở đây thì Thiện Quá thấy người ta tập kết mấy cái gạch nè mọi người. Đó, chuẩn bị để mà lát xuống mấy cái chỗ này. Ha, rất là đẹp luôn. Gạch này thì chắc bề ngang tầm khoảng 4 tấc đó mọi người, 4 tấc vuông ha. Nó được tập kết gì đây hết rồi nè, rất là nhiều luôn. Cái bờ này là bờ Châu Phong, mình đi xuống phà Châu Giang là 3 km, còn mọi người đi dòng đường này về Tân Châu là tầm khoảng 14 km nha. Cái khu vực này thì có một cái giống như cái vòng xuyến nhỏ vậy đó, tam giác. Cả nhà thấy nè, hiện tại thì đã được đem đến đây hết rồi, chỉ chờ để mà lắp xuống thôi. Còn xa xa kia thì mọi người thấy là hai bên những cái trụ là đã được đóng xuống sông hết rồi, còn đây một ít đã được tập kết xe ra đây nè mọi người. Đó, dài ra đó, sẽ đóng dài tới đó luôn. Bây giờ thì Thiện Quá sẽ chạy lên cầu Châu Đốc để mà ghi hình nguyên cái đoạn cho mọi người xem. Nếu mà có gặp mấy anh thì Thiện Quá sẽ hỏi về những cái thông tin giống như là những cái trụ đèn này kia. Coi cái bờ đường dẫn này có lắp không nha cả nhà. Tại vì Thiện Quá thấy không có thấy đường dây điện, không có làm mấy cái chỗ trụ đưa dây điện lên á, giống như là bờ bên kia, cho nên là mình không rõ là có đèn điện ở đây không. Cái đó thì mình phải gặp những cái anh công trình thì mình mới hỏi được cho cả nhà ha. Mong rằng trưa này sẽ gặp được mấy anh, tại vì thường là mấy anh làm việc bây giờ là tăng ca không cả nhà. Thiện Quá mới đi làm, tranh thủ rồi chạy ngang rồi ghi hình cho mọi người một cái video để cập nhật cho bà con mình. Mình cũng biết là từ đây đến cái ngày được thông xe thì cũng còn trên dưới tuần nữa, thì bà con cũng mong ngóng từng ngày. Không riêng gì mọi người đâu mà Thiện Quá thật sự là cũng rất là mong luôn. Đó, giống như là đếm ngược, mong là tới cái ngày đó để mình được đi qua cầu Châu Đốc. Cái cảm giác chắc nó thú vị lắm cả nhà. Hiện tại thì hai bên thì bà con cũng thu hoạch lúa hết rồi mọi người, và người ta cũng đốt đồng hết rồi đó, xong rồi xới đất lên, bơm nước vô rồi trục chạc này kia, bắt đầu là mới xạ lại vụ mới. Đó. Được biết thì bà con nói là nếu mà năm rồi không có nhừng thì có thể là bây giờ là cũng có những cái cơn mưa đầu mùa đó mọi người, nhưng mà do nhừng năm rồi thì bây giờ mình mưa nó giống như là trễ là một chút. Khu vực này thì lấp là tới đây đó mọi người, là tới chỗ mà cái điểm giao nhau cái ngã ba về thị xã Tân Châu đó. Còn cái đoạn bên đây thì mình thấy đã đóng những chiếc cọc xuống hết rồi, lên tới chân cầu luôn rồi, trên đó là người ta lắp những cái miếng miếng lan can đó mình quên hoài luôn. Có mấy anh em bình luận chia sẻ cho mình rồi nhưng mà mình cũng lại quên tiếp, cả nhà cũng thông cảm nha. Đó.
Bữa nay thì bên đó thì đã được đổ đá vào tới chỗ cái khu vực đó, là cái khu vực giống như là cuối cái điểm ngã ba tam giác này đó mọi người. Trong đó đó là chắc cũng khoảng 200-300 mét trong đó rồi. Thì cái khúc đường này mọi người cũng biết thì đường người ta làm liên tục, ở ngoài kia cũng có đội, và ngoài kia từ đây ra ngoài thị xã Tân Châu là rất là nhiều đội người ta thi công, và hầu hết là đã đổ cát và đổ đá hết rồi mọi người. Thì xong hết cái đó thì bắt đầu là người ta láng nhựa thì mau dữ lắm. Mong rằng trong năm nay là sẽ xong hết luôn, bà con mình là đi là nó sẽ thuận tiện ha. Ở trên đó thì mấy anh em người ta bảo vệ thì như quá nói video tối đó, là hiện tại là như là ta rào lại hết. Từ đây tới cái bữa mà cho thông xe đó là không có cho ai qua lại hết. Mọi người cũng thông cảm vì công việc với lại cái công trình. Đến ngày đó thì rất là nhiều cái công việc trên đó, cho nên là bà con đi phà giúp để anh em có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, để không phải ảnh hưởng đến cái tiền lương cũng như là cái công việc của anh em trên đây thì cũng tội nghiệp người ta. Cái đoạn này thì được lắp một đoạn rồi nè mọi người, đẹp ghê không. Ở trên cái miếng này á thì mình thấy có những cái vạch sơn đó mọi người, một bên đó là đỏ nè, một bên vàng, bên này vàng nè, bên đó đỏ đó mọi người ha. Và cái này là những cái khớp nối với nhau, mỗi một cái thanh như thế này nè, cái này thanh giống như thanh chữ M vậy đó, là dài tầm khoảng mình đổ chắc cũng khoảng 3,5-4 mét ha. Mọi người thấy màu đỏ không đó. Còn cái bờ bên kia ở trên cầu mình chạy xuống là sẽ thấy màu vàng nha, còn mình chạy lên là mình thấy nguyên một cái vạt màu đỏ đó. Quay cho bà con mình xem nè. Đó, hiện tại là lắp lên được tới đây đó mọi người. Và cái đoạn vòng cung này thì cũng đã được lắp luôn rồi nè. Chỗ cái trụ đó là nữa sẽ gắn đèn chiếu sáng, mấy cái trụ này mình nghĩ là vậy đó. Ở đây thì lắp dài lên trển, chỗ này bắt đầu là tâm mắc những cái bu lông vô nè, rất là chắc chắn nha mọi người. Ở đây mình thấy có 4 cái bu lông, mỗi một miếng như vậy đó là 4 bu lông ha, hai bên là 8 cái, 10 luôn mọi người ơi. 1 2 3 4 5, dưới bên này 5 giống như 5 con ốc quýt, rất là chắc chắn luôn đó. Nguyên một đoạn luôn nè cả nhà. Còn bên đó thì đang tiếp tục đổ thêm đất để cho nó bằng với khu vực trên kia, và nhìn nó khá là đẹp luôn. Ở bên này hầu như là đã xong hết trơn rồi. Để khu vực này chắc không biết là công trình ta để chống hay là có làm cái gì không thì cái đó mình chưa có rõ nha cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chạy lên. Ở trên đó thì mình thấy như là hai chiếc xe tải nó đang ở hai hướng khác nhau á, một chiếc đang chạy lên rồi một chiếc đang chạy xuống và đang đậu quá mọi người. Tại vì chính giữa là hình như là quá thấy là có một cái rào đó, mà tối quá đi qua phải xin người ta đó. Đó, bây giờ thì mình sẽ lên đó mình đậu xe đó, giờ mình đi lên cầu quay cho bà con chứ không có chạy xe qua bển được nữa nghe cả nhà. Đó, nếu mà không có việc có vấn đề gì là bà con từ đây tới ngày 23 thì đi cầu ấy, quên đi phà nha, để cho anh em ta làm việc. Cái này mọi người nhớ thông cảm. Và cái tuyến đường này nè, cô chú anh chị và các bạn hổm về thắc mắc nè, hôm nay ta gào luôn rồi nè. Đó, cái đầu này là cái đường ở ngoài sau chỗ phà Châu Giang chúng ta chạy xuống ha. Đó thì mấy ngày trước đó mình quay chỗ này cái bà con mình hay nói là chỗ này sao tự nhiên để cái đường này đi ngang rất là nguy hiểm. Tại vì mọi người không có coi hết clip, mà coi thì coi không có hết, không có hiểu á, rồi mới nói gì thôi. Bữa nay quá ghé đây quay để cho mọi người thấy nè. Chỗ này là người ta để tạm cho bà con thôi, công trình người ta để tạm ra vô cho nó dễ chút. Bữa nay là người ta rào hết cho mọi người thấy rồi đó. Đó, từ đây lên đó và chỗ này sẽ tiếp tục rào luôn. Có mọi người di chuyển từ trên phà Châu Giang xuống dưới Phú Hiệp, rồi Phú Tân này kia đó, thì mọi người phải vòng lên trên đó. Và trên đó thì ngay cái ngã tư giao nhau đó, mình nghĩ là sẽ có cái điểm đặt những cái cột đèn xanh đèn đỏ cả nhà ha.
đó. Mọi người yên tâm đi, công trình người ta làm, người ta tính toán hết ha. Ở trên đó thì mình thấy là trụ đèn thì lắp còn có khoảng vài trụ nữa là xong rồi cả nhà, còn vài trụ nữa là xong rồi ha. Đó, đây là những cái lan can cầu đã được lắp xong. Mình sẽ đậu xe bên đây để mà đi qua bên kia, xin mấy anh em quay trên cầu cho mọi người xem. Ở đây thì mình thấy là những cái trụ đó thì chắc chút xíu nữa là xong hết mọi người, còn có mấy trụ nữa là xong rồi. Ở trên đó rất là đẹp luôn. Cái này xong thì bắt đầu là mấy anh em ta mới mở đèn cho nó sáng giống như là cái bờ bên kia vậy đó nè, rất là đẹp luôn. Ở trên cái cây cột của đó là cái hình của con cá nha, cái hình con cá đẹp lắm đó. Bữa hôm trước mình quay cho bà con xem đó, trên đó là hình con cá à. Đó, còn đây là hai bên ta ly nè, ta ly trên ta ly dưới, người ta đang ốp những cái miếng này nè, gần xong hết rồi mọi người ha. Hồi tối quá quay đó ta, anh em người ta tập kết đây xong, bây giờ người ta làm gần xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên cầu để mình quay cho bà con dài qua đó cho bà con mình xem luôn. Hiện tại là bà con không có qua lại cái cầu này từ đây tới bữa 23, mình phải đi lên trên phà Châu Giang nha. Tại vì anh em người ta đang làm công chuyện cho nên là mọi người đừng có đi qua lại đây nữa. Chỗ này là người ta khóa luôn rồi. Đó, cái này thì mọi người coi video thì biết chứ, để tội nghiệp anh em ta mở cửa cho mọi người đi qua là ta bị trừ lương. Cái anh mà làm bảo vệ của ảnh là ảnh bị trừ lương đó. Rồi ảnh hưởng công việc của người ta cũng không có hay, cho nên là mọi người thông cảm. Từ đây tới bữa đó là còn có 6 ngày nữa thôi, cho nên là bây giờ mình chịu khó mình đi phà đi, thì chừng nào tôi cho mình lưu thông thì mình hãy qua nha. Đó, thì bên đây ta ly người ta cũng đang làm, cũng gần xong, thì còn 1-2 ngày thôi mọi người, cái này cũng nhanh lắm. Bây giờ thì Thiên Quá sẽ đi lên trên cầu để quay cho bà con mình xem nha. Đó, từ đây lên trển là mình thấy còn có 2, 4, 6, 8, tầm khoảng hơn 10 cây cột điện nữa là xong rồi cả nhà. Chào anh. Giờ này mình không nghỉ trưa hả anh? Không, chạy vật liệu 12 giờ chạy rồi. À dạ dạ, giờ mình chạy vật liệu lên đây ha. Dạ, giờ cho mấy anh em ta vận chuyển bên kia. Mở cửa, chào mấy anh mở cửa. À chào mấy anh mở cửa, dạ dạ. Ngoài cái chỗ làm ngoài thì khỏe. Là tuốt ngoài đó đó ha. À, làm ở gần dưới hè đó, trên mấy cái mục đó đó. À dạ dạ dạ, em lên em quay cho bà con mình coi cái bữa 17. Cảm ơn chú, cảm ơn anh. Dạ. Đó, đây là những cái cột trụ mà đợt trước quá quay cho mọi người nè. Là cái trụ này là tầm khoảng hơn 10 mét. Cái hình là hình con cá đó cả nhà. Thì ngay cái những cái điểm này là ta mắc dây điện sẵn là đưa vô là gáp lên đây, ở đầu là câu điện là sáng đèn liền ha. Thì cái khu vực này còn cũng vài cái cột nữa đó là xong. Từ đây tới đó thì còn từng nữa, mọi người ráng đợi nha. Ai cũng trông từng ngày để được di chuyển qua cầu Cao Đốc, chứ không có riêng gì ai hết, ai cũng nôn nóng hết. Nhưng mà từ đây tới đó thì mọi người nên di chuyển ở phà Châu Giang. Mấy ngày nay thì mình chạy lên cơ mà, nhưng mà giờ tới cái ngày mà cho lưu thông xe là một tuần nữa thì anh em mình ta rào lại đó. Rồi bà con đi trên kia, giờ mình đang đi bộ lên giữa cầu nè. Thật sự là đi bộ thấy gì cũng xa lắm ngay cả nhà. Từ đây qua tới đó tới 600 mấy chục mét nữa đó. Cái cầu Cao Đốc mình đó là cái đoạn trên cầu đó nha. Đó, thành ra là lội bộ là hơn nửa cái số đó, còn nếu mà mọi người tính từ đường dẫn nó là xa lắm ha. Đó, bây giờ là đang lội bộ lên giữa cầu để ghi hình cho mọi người xem nè. Đó, cái khung cảnh xung quanh nè. Đó, bây giờ mình tiến lên giữa cầu mình quay xong rồi mình sẽ dừng cái video nha mọi người. Hôm nay thì Thiện Quá tranh thủ về đây ghi để cập nhật cái cầu Cao Đốc cho cả nhà mình xem, và cũng thông tin đến mọi người luôn. Thì Quá cũng nghe cái tin này thì không biết là có thay đổi gì hay không. Đó là cầu Cao Đốc mình là không có thu phí gì hết đó, mọi người yên tâm nha. Tất cả luôn á mọi người, tất cả các loại xe luôn, chứ không riêng gì xe lớn xe nhỏ hay người đi bộ gì đâu.
ha, cho nên là cái đây là một cái thông tin là vô cùng tuyệt vời cho bà con mình luôn ha. Bình thường thì mình đi cầu ý là mình đi phà này kia thì qua lại thì cũng tầm 10.000, giờ thì 12 ha, còn xe lớn thì tùy theo loại xe đó. Còn bây giờ mà nếu mà lưu thông cầu mà không tốn gì hết mà nhanh gọn lẹ nữa thì còn cái gì tuyệt vời hơn nữa mọi người đó. Hôm nay thì Thiện Quá thấy là có một cái điểm mới trên cầu Châu Đốc đó nè mọi người, đó là cái lằn vạch. Cái lằn vạch này thì Quá cũng không biết là cái lằn vạch này có cái ý nghĩa gì nha, thì anh em mà bên chuyên môn này kia đó biết thì cho Quá biết, chứ thật sự là Quá cũng không hiểu, Quá chỉ nghĩ thôi chứ không biết đúng không. Thì đây là cái đường lằn ranh giữa xe Honda với người đi bộ trong đây hay gì á, còn ngoài này thì xe tải xe hơi hay sao, cái này thì Quá không biết chắc nha, tại vì giờ này anh em ta nghỉ trưa hết rồi, kiếm không có thấy ai đâu mà hỏi mọi người. Thấy mấy anh em chở vật liệu cái đó kìa, mà ta chở thuê người ta cũng đâu có biết, để kiếm mấy anh em mà nón trắng á, hoặc là mấy anh em ta làm chuyên môn bên đây nè, cái đầu mình hỏi, chứ bây giờ mình cũng không rõ. Rồi cái này á, là trước mình quay mà mình cũng không biết nó là cái gì, thì sao có mấy anh em cũng nói cho mình mới biết đây là cái khe giãn nở mọi người, có nghĩa là sắt thì gặp nhiệt độ thì nó nở ra, thì cái đó người ta để dự phòng á. Cái đó thì mình biết vậy thôi, chứ còn nhà chuyên sâu thì mình thua nha mọi người. Khi mà thông xe cầu Châu Đốc này á, thì mình nghĩ là phà Châu Giang người ta còn hoạt động nữa cả nhà. Nhưng mà khi mình đăng video lên thì có một số ý kiến anh em bình luận là nói phà Châu Giang là không có hoạt động. Cái này á, thì cái thông tin này á, thật sự là nó không biết có chính xác hay không. Thì mọi người cứ đợi đi đến đó thì bên ban quản lý người ta sẽ thông báo, với lại mình qua lại đây thường xuyên thì có gì mình sẽ cập nhật sau cho cả nhà nha. Đề trên cầu Châu Đốc này hôm nay thì nó có hai cái điểm mới, một là lắp cái miếng lan can ha, hai là kẻ vạch này đó. Ở dưới kia thì người ta đã kẻ xong hết rồi, thì Quá thấy là bên bờ của phường Vĩnh Mỹ á, mọi người thấy nè, đó thấy hai lằn hai bên màu trắng không ha, hai lằn hai bên màu trắng đó giống như là cầu Châu Đốc, trên cầu Châu Đốc mình luôn, thì sẽ kéo dài trên đây. Thì trên đây thì người ta mới có kẻ được có một lằn nè, lằn từ đầu bên đây qua tới đầu bên kia ha, còn bên đây một lằn nữa. Và cái lằn này thì không biết là phân cách cái gì, không biết là phải người đi bộ và xe máy đi trong hay là sao đó, thì cái này ai biết thì cứ comment để mà cho bà con mình biết nha. Đó thì Quá chỉ cập nhật như vậy cho mọi người thôi, chứ còn mình cũng không rõ nữa. Tại rồi giờ này thì cũng gần 1 giờ trưa đó mọi người, thì Thiện Quá đi làm cũng tranh thủ ra cập nhật cái tình hình cầu Châu Đốc cho bà con mình ở khắp mọi nơi, và riêng khu vực Tân Châu Châu Đốc nè, giống như mình cũng mong ngóng từng ngày để được lưu thông trên cầu Châu Đốc này đó. Thì mong rằng những video này mọi người sẽ thích, xem video thì nếu thấy bổ ích thì cho Quá xin một like, một lượt đăng ký, cũng như là chia sẻ video cho nhiều bà con được xem. Thiện Quá chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều, và Thiện Quá sẽ liên tục cập nhật để bà con cô bác mình được rõ từ đây cho đến ngày thông xe luôn đó, ban ngày có thể là ban đêm, dù là cái công việc cũng khá là bận, nhưng mà Thiện Quá sẽ cố gắng. Mong rằng có gì đó trong cái video mà mọi người không rõ, hay là mọi người thấy nó chưa hài lòng, thì mọi người hoan hỷ bỏ qua và hãy comment dưới để đóng góp ý kiến để video của Quá ngày càng hoàn thiện hơn. Bây giờ thì Quá xin phép tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video kế tiếp. Thiện Quá trân trọng kính chào. Giờ này mọi người biết là hiện tại là hơn 38 độ. Cũng phê nha mọi người. Rồi, tạm biệt.